Ok rồi, xin chào tất cả các anh chị. Sáng nay, hôm nay mình rất là hân hạnh được có cơ hội chia sẻ cùng tất cả mọi người về một cơ hội kinh doanh mà chính bản thân Vinh đã chọn cách đây 8 năm. Nhưng mà trước khi mình vào cái chủ đề ngày hôm nay, thì cho Vinh một phút giới thiệu về mình, tức là bản thân Vinh và bà xã là cùng ba cháu hiện đang cư ngụ tại Charlotte, North Carolina. Vinh thì được đi vượt biên hồi năm 87 cùng gia đình, cho nên lúc mà qua Mỹ thì còn trẻ, cho nên cũng may là có cơ hội để mà đi học, rồi sau đó rồi cũng ra trường và với cái bằng công nghệ thông tin lúc đó tức là IT thì mình cũng đi làm hãng. Nhưng mà trong quá trình làm hãng đó thì cái mức lương nó có giới hạn, và tự nhiên trong thâm tâm mình thì lúc nào cũng muốn có nhiều hơn. Cho nên năm 2001 Vinh và gia đình bắt đầu tập tòi kinh doanh, và cái kinh doanh đầu tiên mình làm ở Maryland đó là tiệm rượu. Thì mình ban sáng thì đi làm hãng cho công ty và buổi chiều ra tiệm rượu. Và ròng rã 4 năm thì mình và gia đình cũng mở được 3 tiệm rượu và vẫn làm buổi sáng, vẫn đi làm hãng. Cho nên là cứ 7 giờ rưỡi sáng là mình ra khỏi nhà và 10 giờ rưỡi hoặc là 11 giờ đêm mình cũng về tới nhà. Cho nên là 4 năm thì nó cũng rất là mệt mỏi. Nhưng mà tại vì đam mê kinh doanh, cho nên là mình cảm thấy rằng là đây là cái giá mình phải trả và mình chấp nhận. Tuy rằng là trong thời gian đó đó thì mình có đứa con thứ hai, và đứa con gái đó thì mình ẵm vào cuối tuần, chỉ có ngày chủ nhật mình có vài tiếng ở nhà đó thì mình ẵm, thì cô con gái cứ hay khóc, là tại vì đối với mình lúc đó giống như là một người lạ, cho nên là nói những cái như là mình đối với một người cha thì cũng rất là khó chịu. Tuy nhiên mình lại chấp nhận là bởi vì là một người đàn ông trong gia đình thì mình đặt cái kinh doanh đi đầu, cho nên đó là những cái mà trong cuộc sống mình cảm thấy là đó là điều mình cần phải làm. Rồi cho đến khi năm 2005 thì có người lại rủ mình làm cái gì đó lớn hơn để rồi mình có thời gian, thay vì phải là ba lo quán xuyến ba tiệm rượu rồi cộng đi làm hãng nữa. Cho nên năm 2005 Vinh và một số người hợp tác dọn về North Carolina và mở siêu thị. Thì cái siêu thị đầu tiên mình mở cũng 50-60 nhân viên, cho nên cái vốn đầu tư cũng rất là lớn, và mình cũng đã nghỉ không làm cho hãng nữa và hoàn toàn dành thời gian để tìm hiểu về cơ hội kinh doanh cũng như là cái siêu thị đó. Thì khi mà mình làm thì lúc đầu làm thì rất khá, cho nên rồi 3 năm mình lại mở cái thứ hai, mình và những người đối tác mình lại mở cái thứ hai, tại vì nó mất 3 năm mới có đủ vốn để mở một cái thứ hai. Nhưng mà khi mà bắt đầu mình mở cái thứ hai thì mình làm ăn được thì có rất là nhiều đối thủ cạnh tranh về, cho nên trong kinh doanh truyền thống nó là như vậy, tức là mình làm được thì người khác cũng sẽ vào làm, và càng ngày mình càng thấy rằng là cái sự cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt và cái sự rủi ro nó càng ngày càng cao. Cho nên mình mới quyết định là tìm một cái gì đó khác để mà làm. Cho nên đó là mình đã tìm tới cơ hội này. Nhưng mà trước khi mình vào cái chủ đề này nữa thì có những cái sự thật mình muốn chia sẻ với mọi người mà nhiều khi nó đã xảy ra mà chúng ta không chú ý tới. Ví dụ như là trong nhà của mình, con cái của mình bây giờ là phần đông có một người giúp việc mà chúng ta hoàn toàn không biết tới. Chẳng hạn như là con mình sáng ngủ dậy thì là kêu mở đèn, kêu người mở nhà, rồi thậm chí là trước khi đi học thì kêu cái người giúp việc này coi thì coi là khí hậu ngày hôm nay nắng hay mưa, nóng hay lạnh để mà biết bận đồ gì. Thì các anh chị biết rằng là người giúp việc đó là Siri, đúng không? Tức là sáng cậu mở dậy là cậu kêu là Siri bật đèn, Siri mở nhà, Siri hôm nay nắng hay mưa, đúng không? Tức là cái công nghệ nó có ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, tới con cái. Còn nói một góc độ khác đó, thì hồi xưa ví dụ như là má Vinh mà coi cháu nội cháu ngoại đó thì bà lúc nào cũng phải la tụi nó là coi chừng đừng chạy tới chạy lui, coi chừng bị cái này bị cái kia. Còn bây giờ có một người thầm lặng coi chừng con cái cho hàng triệu đứa trẻ, hàng bao nhiêu tiếng đồng hồ mà chúng ta không có chú ý tới, đó là cái iPad. Và bây giờ một cái iPad là có thể coi chừng một đứa trẻ vài ba tiếng đồng hồ, đưa một cái iPad là nó ngồi im một chỗ, không đi qua đi lại, không làm phiền, không nguy hiểm gì hết. Và đó là những công nghệ mà nó ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà nhiều khi chúng ta không có chú ý tới. Còn nói với tuổi mà còn đang kinh doanh cũng như đang làm ăn giống như mình, hoặc là đang kinh doanh giống như các anh chị, thì với một cái điện thoại và mạng internet thì chúng ta có thể gọi là thế giới trong tầm tay. Tức là ngày hôm nay, tức là đồ ăn nóng, đồ ăn lạnh đều có thể đưa tới nhà của mình. Và nếu như mình muốn đi du lịch thì chỉ cần cái điện thoại chúng ta có thể book vé máy bay, đặt vé máy bay, đặt khách sạn mà hoàn toàn không qua bất cứ một dịch vụ nào. Rồi thậm chí những cuộc giao dịch hàng triệu đồng cũng có thể dùng một chiếc điện thoại có thể giao dịch.
mình thấy rằng là cái sự ảnh hưởng của một cái điện thoại nó liên can tới cuộc sống hàng ngày của mình rất nhiều. Rồi nếu như mà chúng ta đi tới một cái chỗ lạ thì với cái điện thoại và mạng internet đó, chúng ta có thể rành hơn là người thổ địa về vấn đề đường xá. Tức là một cái điện thoại có thể giúp cho chúng ta đi tới đi lui phương tiện, thậm chí những tìm những nhà hàng ngon nổi tiếng mà nhiều khi người thổ địa không biết. Tức là cái sự ảnh hưởng của công nghệ thông tin cũng như là bây giờ nó ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của mình. Rồi đến nói tới là bản thân của Vinh thì mình thấy rằng là trong cái cuộc sống của mình là mình đã được cài đặt, và hầu như là nó cài đặt một thời gian lâu, và chúng ta chấp nhận rằng là cái lối sống số 1, rằng là từ lúc sanh ra cho lúc chúng ta trưởng thành thì 25 năm là chúng ta đi học, rồi bắt đầu từ 25 năm cho tới 65 tuổi là chúng ta đi làm, rồi tới 65 tuổi chúng ta được về hưu, rồi lúc về hưu thì tuổi thọ là 80, cho nên là chúng ta gọi là tận hưởng tuổi già được vài ba năm. Nhưng mà gọi là tận hưởng thì chúng ta phải có một cuộc sống sung túc, có một cái thu nhập nó gọi là ổn định tới lúc tuổi già thì chúng ta mới gọi là tận hưởng. Nhưng mà nó có lối sống thứ hai, rằng là chúng ta cũng lớn lên và cái quy trình đầu tiên nó giống nhau, chúng ta cũng đi học 25 năm. Nhưng mà khi người ta đi làm thì người ta làm một cách có hệ thống, và nhờ cái hệ thống đó người ta làm một thời gian ngắn hơn, để rồi cái thời gian mà tận hưởng tuổi già hoặc là tận hưởng cuộc sống sung túc thì nó được kéo dài hơn. Cho nên nếu mà cho chúng ta chọn thì chúng ta phải chọn cái lối sống thứ hai. Bởi vì nếu mà nhìn cái lối sống thứ nhất á, thì chúng ta đặt câu hỏi là không lẽ mình sanh ra chỉ để làm như vậy thôi sao? Không lẽ mình sanh ra ở đời rồi đi học, rồi đi cày ròng rã 40 năm, rồi cuối cùng được tận hưởng được vài ba năm, rồi trước khi chúng ta chia tay ra khỏi cuộc đời này. Thì nếu như vậy chúng ta chọn lối sống thứ hai thì để rồi chúng ta có được tận hưởng cuộc sống nó dài hơn, để rồi khi chúng ta cũng ra đi nhưng mà không có một điều gì hối tiếc khi chúng ta ra đi. Nhưng mà để đạt được cái lối sống thứ hai thì chúng ta chú ý rằng là chúng ta cũng làm việc, nhưng quan trọng là chúng ta làm việc một cách hệ thống. Đó. Thì đây là một thống kê của Bộ An ninh Xã hội của Mỹ đưa ra. Nhưng mà nếu anh chị ở bất cứ một nước nào thì anh chị hãy tìm những thống kê này, hầu như nó cũng gần giống nhau. Tức là nó làm một cái thống kê trong 100 người ở tuổi 65. Thì trong 100 người đó có 16 người đã qua đời trước tuổi 65. Và có 65 người với một thu nhập là dưới trung bình, tức là tuổi về hưu rồi thì chúng ta cần phải có những cái chi phí đó, nhưng mà thu nhập của 65 người này ở mức dưới trung bình. Như vậy là cuộc sống tuổi già không có được gọi là sung túc, cũng không được gọi là tận hưởng tuổi già, bởi vì cái thu nhập nó kém. Và đây là lý do cho chúng ta thấy những người lớn tuổi trên 65 tuổi vẫn còn đi làm, là bởi vì cái mức thu nhập của chính phủ tài trợ không đủ cho người ta sống. Rồi trong đó có 13% là ở mức thu nhập trung bình, tức là 13% người ta chỉ có vừa đủ sống thôi, và chỉ có 5% là trên mức trung bình. Nhưng mà trên cũng chưa gọi là sung túc, nhưng mà chỉ có 1% là được gọi vào giàu có khi mà người ta về hưu ở tuổi 65. Thì người ta tìm hiểu sâu hơn tại sao lại có 1% ở trong 100 người được gọi là giàu có. Thì trong cái 1% đó người ta tìm hiểu thì có 10% là những người chủ tịch, những người tổng tài, những người giám đốc ở công ty, là cho những tập đoàn lớn đó nha, thì mới được gọi là giàu có khi người ta về hưu. Rồi còn không thì có 10% là những người chuyên gia. Chuyên gia là những người luật sư giỏi cho những tập đoàn lớn, hoặc là những người chuyên gia về mổ tim, những bác sĩ, coi như là một cái gì đó nó phải là chuyên gia, và cho những công ty lớn thì người ta mới gọi là lúc mà về hưu thì mới được gọi là giàu. Trong đó có 5% là những người siêu bán hàng. Chứ dù khi mà dùng chữ siêu thì các anh chị biết rằng rất là khó khăn để mà gọi là chúng ta trở thành những người như vậy. Và chỉ có 1% là những người siêu sao, tức là những tài tử, những ca sĩ, những người chơi thể thao, là chỉ có 1% thôi. Còn 74% là những người doanh nhân, là những người kinh doanh. Thì nếu mà gọi là để chúng ta có thể chọn thì 74% là cái xác suất chúng ta nó cao hơn. Cho nên kinh doanh là con đường mà duy nhất chúng ta có thể hướng vào. Bởi vì trở thành siêu sao hay là những người tổng tài, hoặc là những người là giám đốc công ty lớn thì cái xác suất mình nó thấp quá. Cho nên kinh doanh là con đường chúng ta có thể nghĩ tới. Và nếu mà nói kinh doanh á, thì có 3 cách mà hiện bây giờ đang kinh doanh phổ biến. Tức là cách thứ nhất là vấn đề bán sỉ. Thì ở Mỹ có những công ty, những tập đoàn như Sam's Club, Costco, hoặc là Restaurant Depot, hoặc là các anh chị nhìn thấy ở nơi các anh chị ở cũng có những chỗ gọi là bán sỉ. Tuy nhiên để mở một cái công ty bán sỉ hoặc là một cái việc bán sỉ như vậy thì nó đòi hỏi cái vốn liếng rất cao, và ít có người nào có thể gọi là đủ vốn hoặc là đủ sức để mà mở một cái kinh doanh giống như vậy. Phần đông chúng ta biết là vấn đề kinh doanh bán lẻ, thì giống như là những tạp hóa, những Walmart, những Walgreens,
những cái cá nhân làm chủ đó, thì tuy nhiên nó vẫn cần số vốn nhưng mà chúng ta có thể làm được. Rồi có một cái kinh doanh nữa, đó là phân phối, như là Amazon, FedEx hoặc là UPS hoặc là New Skin, tức là những người phân phối, người ta kết nối những nhà sản xuất và những người có nhu cầu. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị về vấn đề cách phân phối của công ty New Skin. Nhưng mà trước khi mình tìm hiểu để mình hợp tác với bất cứ một công ty nào thì nó có những cái yếu tố chúng ta cần phải tìm hiểu trước khi chúng ta hợp tác, đúng không? Và tại sao chúng ta cần phải trở thành một người đối tác như vậy? Thì một trong những yếu tố quan trọng đó là xu hướng. Nói về hợp xu hướng, tức là thời nào làm việc đó, tức là nói về dòng sản phẩm của công ty New Skin, nó hợp xu hướng đối với mình và đối với rất nhiều người. Và các anh chị nhìn thấy rằng là trên thế giới hiện bây giờ người ta đang chú trọng về sức khỏe và sắc đẹp, và đó là cái nhu cầu rất cao, và cái nhu cầu này là ở rất mọi nơi bây giờ, mà nó hàng ngàn tỷ đang đổ tiền vào về cái xu hướng này. Cái thứ hai mình nói, tức là cái xu hướng về kinh doanh, tức là hồi nãy mình nói rằng là cái công nghệ thông tin hiện bây giờ tất cả mọi thứ đều lệ thuộc vào cái phone, và nếu như mà mình có thể kinh doanh và dùng cái chiếc điện thoại này và chúng ta có thể kinh doanh toàn cầu, thì đây là cái xu hướng. Tại vì con người bây giờ muốn làm chủ một cái kinh doanh gì đó, nhưng chúng ta hoàn toàn làm chủ thời gian, chứ không giống như là bản thân Vinh hoặc là một số anh chị đã kinh doanh thì chúng ta cái giờ giấc chúng ta không có được làm chủ, cũng như là vốn liếng. Cho nên đây là những cái mà hoàn toàn nó hợp cái xu hướng về cách kinh doanh thời buổi bây giờ. Cái kế tiếp mình nói, muốn thành công ở một cái kinh doanh nào đó thì chúng ta cần phải có cái sự hợp tác của những người đối tác của mình. Nhưng mà ngoài ra đó, thì mình nói về vấn đề hồi nãy là muốn có một cuộc sống sung túc, cái lối sống thứ hai thì chúng ta cần kinh doanh, cần phải có một cái hệ thống. Thì hiện bây giờ đội nhóm Giết là một đội nhóm đã có hệ thống, và trong nhiều năm vừa rồi thì chúng ta có hệ thống ở châu Úc, châu Á, châu Mỹ và châu Âu. Thì khi anh chị bắt đầu vào kinh doanh này thì các anh chị là kinh doanh của chính mình, nhưng mình không làm một mình mà mình làm với đội nhóm Giết, và đội nhóm Giết có một hệ thống để rồi nó hỗ trợ cho mình, để rồi qua cái sự hỗ trợ đó, sự đào tạo đó, và chúng ta mới có được cái lối sống gọi là số 2, để chúng ta tận hưởng được tuổi già, hoặc là chúng ta có thể rút ngắn lại cái thời gian đi làm của mình. Thì đội nhóm Giết là có những chương trình đào tạo online và offline, để rồi khi chúng ta là một người mới bắt đầu kinh doanh, chúng ta không có ngỡ ngàng về một kinh doanh mới, chúng ta không cần phải học giỏi để rồi chúng ta mới phát triển kinh doanh được. Đội nhóm Giết đã có những chương trình huấn luyện, những chương trình đào tạo này, để rồi chúng ta có thể bắt tay vào, và ngày mai chúng ta có thể bắt tay vào làm kinh doanh, ngày hôm nay chúng ta có thể bắt đầu làm những thủ tục đó, đúng không? Và qua cái cơ hội đó, chúng ta thấy được rằng là không có khi nào mà trong kinh doanh truyền thống chúng ta có được sự hỗ trợ giống như vậy. Nhưng mà trong kinh doanh này, qua cái chương trình cũng như là qua những hệ thống của Giết đã có toàn cầu, thì đây là cái mà chúng ta có thể tận dụng để rồi phát triển kinh doanh của mình. Kế đến là khi chúng ta hợp tác với bất cứ một người nào hoặc là bất cứ một công ty nào, cái chuyện mà rõ ràng và rành mạch là những điều chúng ta cần thiết. Thì đối với New Skin, điều đầu tiên là công ty đã có lịch sử 35 năm và trên 50 quốc gia. Và cái sự rành mạch nó đến từ khi mà công ty có mặt trên thị trường chứng khoán tại New York. Thì các anh chị biết rằng là khi một công ty trên thị trường chứng khoán, nhất là ở Mỹ, thì được mỗi năm chính phủ Mỹ gửi người tới kiểm chứng về doanh số, kiểm chứng về công ty. Cho nên đây cái sự rành mạch mà chúng ta hoàn toàn không cần phải lo, bởi vì chúng ta có một cái công ty Mỹ, chính phủ Mỹ đã lo những việc đó rồi. Nhưng mà 35 năm lịch sử nói lên cái sự hùng mạnh của một công ty và phát triển ở 55 quốc gia. Và đây là một cái mình thấy rằng là hiếm có khi nào mà chúng ta có một cơ hội, có một công ty tập đoàn lớn như vậy, hàng tỷ đồng, mà kêu gọi chúng ta có thể hợp tác. Phần đông những công ty lớn hàng tỷ chỉ có kêu gọi chúng ta là nhân viên của người ta thôi. May mắn lắm chúng ta có thể trở thành những người nhân viên của những tập đoàn lớn đó, chứ ít có công ty nào có thể kêu gọi chúng ta là trở thành những nhà đối tác. Thì đây là cái dịp may mà chúng ta có thể cộng tác với công ty New Skin. Và công ty New Skin đã làm những thủ tục giấy tờ, nhờ những giấy phép kinh doanh ở 55 nước này rồi, chúng ta không cần phải lo những phần đó. Thậm chí công ty đã mở những nhà kho để những sản phẩm sẵn ở 50 nước đó, để rồi chúng ta chỉ cần bắt tay vào ngày hôm nay và chúng ta có thể mở cửa thị trường ở bất cứ nước nào chúng ta chọn. Và sự rủi ro hoàn toàn không có. Giống như Vinh nói mà hồi trước, là khi mà trong kinh doanh truyền thống chúng ta bỏ vốn liếng rất là nhiều và sự rủi ro nó rất là cao. Còn đối với hợp tác với kinh doanh New Skin, chúng ta không cần phải lo những phần đó. Tức là trong 35 năm New Skin đã lo hết những thủ tục giấy tờ cũng như phát triển đến 55 nước. Chúng ta chỉ bắt tay vào và chúng ta có thể hợp tác.
Ngoài đó ra là kinh doanh New Skin đem cho chúng ta một cái phương tiện kinh doanh, và chúng New Skin cũng là một nơi mà có thể thay đổi những mảnh đời bất hạnh ở trên thế giới qua những chương trình từ thiện. Thì các anh chị biết rằng là ngoài vấn đề là một phương tiện để chúng ta kiếm tiền, nhưng mà đây cũng là một cái cơ hội, một cái mà chúng ta có thể bắt một tay vào để gọi là thay đổi những mảnh đời bất hạnh đó. Ví dụ như là những chương trình trẻ em xóa đói, những trẻ em suy dinh dưỡng ở Phi Châu cũng như ở Đông Nam Á của mình. Bởi vì một trong những nhà sáng lập đã thấy rằng là cứ mỗi 6 giây là có một trẻ em nào đó chết vì suy dinh dưỡng. Cho nên ông ta về và kêu những nhà khoa học gia nghiên cứu những bịch Vitamil là những bịch ngũ cốc có thể cung cấp dinh dưỡng cho những trẻ em trong vòng 30 ngày. Rồi ngoài cái đó ra, chúng ta có những chương trình mổ tim, rồi giáo dục. Nhưng mà một trong những cái mình thấy là chương trình mổ tim thì nó liên tưởng tới cho Vinh nghe mình nhớ là có một câu rằng là cứu một mạng người hơn là xây 7 tháp phù đồ. Thì khi mà 7 năm trước, khi mà New Skin về mở cửa thị trường Việt Nam, thì đồng thời chương trình mổ tim cũng có. Bởi vì theo thống kê thì cứ hàng năm mình có rất là nhiều trẻ em bỗng sanh ra là cái trái tim bị có vấn đề, như là van hay là này nọ, mà cha mẹ không có tiền để rồi cho các em mổ, và từ đó các em không có cơ hội trong cuộc sống, tiếp tục cuộc sống. Cho nên qua cái chương trình mổ tim này đã một gián tiếp chúng ta đã cho các em có một cơ hội để sống. Thì bây giờ hiện bây giờ là chúng ta mỗi ngày qua những nhà phân phối giống như mình, những nhà khách hàng, chúng ta đã đóng góp một bàn tay để rồi hàng ngày chúng ta có cơ hội để cứu sống một trẻ em nào đó, hoặc là trao cho các em một cơ hội để rồi tiếp tục cuộc sống. Cho nên là ngoài công việc ra, kinh doanh nó còn có những chuyện ý rất là ý nghĩa mà chúng ta có thể đóng góp một bàn tay. Và mục tiêu rằng là mỗi một ngày chúng ta có thể trao được cái cơ hội để sống cho 4 em. Đấy là mục tiêu, và hoàn toàn tất cả chúng ta có thể đóng góp một bàn tay để rồi mục tiêu đó nó được thành hành trong nay mai. Rồi kế tiếp, muốn mời một em rất là trẻ, cũng là một rất là thành công đối với kinh doanh New Skin. Hôm nay mình mời Jen giới thiệu chút xíu về mình và chia sẻ những cái tiêu chí kế tiếp với các anh chị. Xin chào các anh chị. Trang là Trang Lê, hiện đang sống tại Calgary, Canada. Thì các anh chị đã nghe anh Vinh Lê giới thiệu những cái tiêu chí mà anh Vinh Lê chọn, tại sao mà thuyết phục anh Vinh Lê vào tham gia New Skin, thì rất là ấn tượng phải không các bạn? Thì hôm nay Trang muốn giới thiệu sơ lược là Trang là Trang Lê. Trang có 15 năm làm về giám định thử nghiệm và cấp chứng nhận hệ thống chất lượng. Thì trong đó Trang có 7 năm làm ở Hội đồng Thương mại thuộc Tổng lãnh sự quán Thụy Điển, chuyên làm về hỗ trợ kinh tế cho các nước Bắc Âu. Và sau đó thì Trang di dân qua Canada theo diện tay nghề cho cái kỹ sư. Và qua Canada thì Trang tiếp tục làm về cái lĩnh vực giám định chất lượng tiếp tục. Sau đó thì Trang mở một cái doanh nghiệp riêng về làm đẹp, và Trang học lại một cái trường thẩm mỹ học tại Canada. Thì các bạn biết là những cái Trang muốn mở một cái doanh nghiệp riêng để thử sức mình, nhưng mà sau đó thì các bạn thấy là cái thời gian quá ư là khắt khe, và mỗi ngày Trang làm việc có 10 tới 12 giờ đồng hồ mỗi ngày, và có rất là nhiều rủi ro và vốn bỏ ra rất là nhiều. Thì sau đó Trang tự đặt lại câu hỏi cho chính mình, thì những cái điều mình mong muốn để mình đạt đến hạnh phúc cho tương lai của mình thì đã đạt được chưa? Thì bây giờ và 3 năm tiếp theo thì Trang tự sau đó Trang thấy là những cái điều đó không có đáp ứng được cho Trang, là vừa có hạnh phúc, vừa có thành công, vừa linh động trong công việc, mà vừa có nhiều thời gian dành cho con và phát triển giáo dục cho con. Thì sau khi mà Trang tìm hiểu New Skin thì Trang thấy đây chính là một cái công ty mà Trang tìm kiếm, tại vì cái công ty này có cái hệ thống và chiến lược rất rất là hay, nhưng mà rất là đơn giản, tất cả mọi người đều thực hiện được. Thì hôm nay Trang xin giới thiệu và Trang muốn cho các bạn ba cái tiêu chí mà tại sao thuyết phục Trang lựa chọn New Skin là một cái sự nghiệp tiếp theo của Trang. Đây xin giới thiệu các bạn, thì cái công ty New Skin là về cái hệ thống và hệ thống sản phẩm rất là mang tính xu hướng. Ở đây Trang xin giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm về cái chăm sóc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Và tại sao mà Trang nói mang tính xu hướng? Tại vì những cái sản phẩm này bây giờ hiện giờ là nhà nhà đều mong muốn trẻ khỏe đẹp phải không? Thì đây là cái dòng sản phẩm về chăm sóc về da, những cái thiết bị làm đẹp spa tại nhà. Và các bạn biết là công ty có 75 khoa học gia hợp tác, thì các bạn có biết là cái hệ thống nghiên cứu và phát triển. Trang rất là thích về cái hệ thống nghiên cứu và phát triển của New Skin, tại vì cái này nó mang tính khoa học và đồng thời mang tính xu hướng.
Và các bạn hôm nay Trang muốn giới thiệu cho các bạn về một cái máy đo điện quang phổ. Thì trong 30 giây thì các bạn có thể đo được cái hàm lượng chất chống oxy hóa và dựa trên cái nguyên lý ánh sáng tán xạ quang phổ Raman cộng hưởng. Thì tại vì Trang là một người chuyên về làm giám định thử nghiệm về chất lượng, nên đối với Trang về cái máy này làm cho Trang rất là hứng thú. Tại vì khi các bạn đo được cái hàm lượng chống oxy hóa là các bạn biết cái tình trạng sức khỏe của mình như thế nào. Thì các bạn biết là hiện nay cái tình hình là rất là nhiều người bị bệnh tim mạch, bệnh béo phì, bệnh đột quỵ. Và những cái nguy cơ tiềm ẩn rất là nhiều nhưng mà bản thân mình sẽ không biết được. Thì cái máy này chính là cái dụng cụ phát hiện nhanh, không có gây đau đớn nhưng mà phát hiện nhanh và rất là tiến bộ khoa học để phát hiện ra tình trạng sức khỏe của các bạn hiện nay là đang như thế nào, và từ đó các bạn sẽ đưa ra những cái phương án bổ sung cái chất bổ sung vào cơ thể của các bạn. Và cái những cái dòng sản phẩm lựa chọn ưu chuộng thứ hai là các bạn nhìn thấy ở đây là chăm sóc từ tóc cho đến chân luôn. Ví dụ như cái đây là cái bộ sản phẩm mọc tóc và giúp cho cái phôi, cái nang tóc phát triển mạnh, và những cái sản phẩm về cái dòng chăm sóc da mặt, những cái và cái máy chung cung cấp spa tại nhà. Thì những cái thiết bị này rất là nổi tiếng và đạt rất là nhiều giải thưởng quốc tế. Thì cái đây là một cái điểm mà Trang rất là hứng thú, tại vì chất lượng và uy tín đi song song với nhau, và những cái sản phẩm là về cái serum về chăm sóc da mặt. Thì các bạn nhìn, các bạn nhận thấy là những cái người mà bắt đầu tham gia Nu Skin là cái làn da có sự thay đổi. Thì các bạn thấy là ngay bản thân Trang thì Trang thấy cái làn da mình càng ngày càng đẹp lên và mình cảm thấy mỗi ngày càng tự tin hơn. Và tới chân luôn, là tới chân, là từ tới cái gót chân, chống nước gót chân. Về những cái sản phẩm và được ưa chuộng thứ hai đó là 8 cái sản phẩm mà nằm trong cái cẩm nang y khoa. Thì ở đây Trang muốn giới thiệu cho các bạn cẩm nang y khoa là gì, là một cái từ điển mà mọi người dùng, bác sĩ dùng để mà tham khảo, để mà đưa ra những cái đơn thuốc. Thì cái đây là một cái chứng minh là rất là uy tín. Thì và các bạn thấy đó, hồi thời xưa, thời vua chúa ngày xưa thì họ sẽ dùng những cái dược thảo, ví dụ như là đông trùng hạ thảo hoặc là linh chi hoặc là nhân sâm để mà bảo vệ cái sức khỏe của họ, phải không? Nhưng mà các bạn biết là cái phương thức mà chiết xuất ngày xưa là theo cái giống như các bạn người ta nấu thuốc bắc đó, nhưng mà các bạn biết là mỗi lần nấu như thế thì cái hàm lượng nó không có đồng nhất. Hàm lượng nó không có đồng đều, và cái nguồn thực phẩm họ, cái nguồn mà nguyên liệu họ đưa vào thì không có được kiểm tra chặt chẽ. Còn riêng về Nu Skin thì khi mà Trang qua nhà máy, Trang nhìn cái hệ thống chất lượng và máy móc thiết bị, thì Trang làm rất là nhiều năm về giám định, về test, về thử nghiệm chất lượng, thì Trang thấy wow, đây là một cái công ty mà rất là uy tín và chất lượng rất là ổn định. Tại vì những cái hàm lượng mà chất bổ sung đưa ra thị trường thì mỗi cái hàm lượng đều đo đếm đạt cái tiêu chuẩn quốc tế. Thì thông qua đó thì Trang thấy đây là một cái công ty và có một cái công cụ quá tuyệt vời. Thì các bạn biết là thì thông qua những cái sản phẩm này, các bạn thấy là các bạn đang có 600 sản phẩm, là một cái chìa khóa trong tay của các bạn. Các bạn có thể phân phối 600 cái sản phẩm này trên 55 quốc gia. Nhưng mà cái phần mà vận chuyển, sắp đặt, sắp xếp thì cái công ty đã lo hết cho các bạn cái chuyện đó rồi. Tại vì cái vận chuyển là một cái vấn đề rất là quan trọng. Ví dụ như bây giờ Trang có cái khách hàng của Trang tại châu Âu, hoặc là Trang từ thì cái việc gửi hàng từ Canada sang châu Âu không có hề đơn giản, hoặc là Trang gửi hàng từ Canada sang Úc cũng không đơn giản. Thì thông qua cái kinh doanh này thì công ty đã làm cái chuyện đó cho Trang rồi, đã làm cái chuyện đó cho các bạn rồi. Thì các bạn chỉ tập trung vào phát triển và xây dựng hệ thống của các bạn thôi. Thì các bạn cũng sẽ đặt ra câu hỏi là như vậy thì cái thu nhập sẽ đến từ đâu? Thì đây là cái tiêu chí mà làm rất là thuyết phục Trang về cái phần thu nhập. Tại vì thu nhập là tài chính cũng rất là quan trọng, phải không các bạn? Thì hôm nay Trang xin chia sẻ cho các bạn có 3 cách các bạn sẽ nhận được cái tiền hoa hồng, cái thu nhập từ công ty. Thứ nhất là các bạn thu nhập từ cái chia sẻ. Chia sẻ ở đây là gì? Ví dụ như bây giờ các bạn muốn mua hàng từ công ty thì các bạn sẽ có 2 cách mua, phải không? Một là các bạn sẽ mua lẻ, như là một cái nhà mua lẻ. Hai là các bạn sẽ trở thành khách hàng trung thành của công ty, thì lúc đó các bạn sẽ mua được cái giá sỉ. Thì khi mà bạn nào tìm được khách hàng trung thành thì lúc đó công ty sẽ trả cái tiền hoa hồng này cho bạn. Thì lúc đó bạn đã nhận được tiền hoa hồng từ công ty. Thì cái điểm hứng thú là cái thu nhập này sẽ trả hàng ngày cho bạn, hàng ngày. Và cái thứ hai là cái thu nhập từ cái xây dựng nhóm. Thì khi mà các bạn xây dựng nhóm thì ngoài cái
thu nhập từ cái chia sẻ ra, các bạn còn nhận thêm một cái thu nhập thứ hai, đó là trở thành cái nhà lãnh đạo của cái tích lũy doanh số của cái nhóm của mình, thì cái thu nhập này từ 5 cho đến 40% và sẽ được trả hàng tuần, được trả hàng tuần. Và cái thứ ba là về việc đào, cái thu nhập từ việc đào tạo, thì cái thu nhập này nó rất là lớn hơn, nó có tới hàng chục ngàn đô. Thì ngoài cái việc mà các bạn nhận được cái thu nhập chia sẻ, xây dựng đội nhóm, thì các bạn còn được cái thu nhập từ hướng dẫn người trở thành lãnh đạo. Thì cái thu nhập này được trả hàng tháng. Thì cái từ cái tiêu chí này, Trang có một cái bức tranh là các bạn có quyền lựa chọn cái mục tiêu của mình, các bạn muốn nhận ít nhiều hay là cái tầm nó vĩ mô như thế nào, thì phụ thuộc vào cái chiến lược và cái lựa chọn của các bạn. Thì ở đây Trang muốn cho các bạn nhìn thấy là cái thu nhập này thì khoảng bao nhiêu tiền. Ở đây là Trang đang đề cập đến là cái thu nhập trung bình. Trung bình có nghĩa là người thấp và cái người cao, phải không? Thì ở đây nếu mà khi các bạn vào tham gia, các bạn tìm được khách hàng trung thành, thì các bạn đã nhận được cái khoa hồng chia sẻ hồi nãy Trang đang nói. Rồi khi mà các bạn trở thành một cái quản trị viên, thì lúc này các bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng trung bình là 515 đô mỗi tháng. Và khi mà các trong hệ thống của các bạn có một người trở thành quản trị viên, thì lúc này các bạn sẽ nhận thu nhập trung bình là 905 đô mỗi tháng. Và trong hệ thống của các bạn có hai quản trị viên, thì các bạn sẽ nhận được thu nhập là 1.632 đô hàng tháng. Và trong trường hợp khi các bạn có thu nhập trong cái hệ thống của các bạn có 4 quản trị viên, thì các bạn sẽ nhận 2.592 đô mỗi tháng. Thì tới cái con số mà 2.592 thì các bạn cũng bắt đầu hứng thú rồi. Tại vì khi mà Trang qua Canada thì việc đầu tiên Trang là làm kỹ sư tại Canada, thì cái mức lương, và đây là cũng là một cái mức lương mong muốn rồi. Nhưng mà khi các bạn có 4 quản trị viên trong hệ thống của các bạn và có một người, có một nhóm lãnh đạo, thì lúc này các bạn nhận thu nhập là 4.727 đô. Và tiếp theo, nếu trong hệ thống của các bạn có 5 quản trị viên và có 2 nhóm lãnh đạo, thì các bạn nhận 8.754 đô. Thì các bạn có thấy cái sự khác biệt gì ở đây không? Từ 4.000 lên 8.000 thì các bạn có cái sự nhân đôi của cái thu nhập. Thì đây là một cái bước nhảy và một cái đòn bẩy tài chính rất là lớn để nếu mà các bạn nào muốn kinh doanh lớn, phải không? Và khi mà trong hệ thống của các bạn có 6 cái quản trị viên và trong đó có 2 nhóm lãnh đạo, thì các bạn lúc này thu nhập các bạn là 37.596. Thì đối với Trang, khi Trang nhìn những con số này, Trang bắt đầu rất là hứng thú. Đây là một cái sân chơi rất là thú vị để cho các bạn. Khi các bạn nhìn vào những cái con số này, các bạn có quyền lựa chọn. Các bạn có quyền lựa chọn mục tiêu các bạn là tôi muốn một tháng 500 đô thôi, tôi thấy happy rồi. Hoặc là các bạn cũng có quyền tôi muốn một tháng 4.000 hoặc tôi muốn 37.000. Thì từ đó các bạn sẽ lập ra một cái mục tiêu và một cái chiến lược. Nhưng mà ở đây Trang muốn nhấn mạnh là các bạn có một cái hệ thống GIP rất là có hệ thống và sẽ hướng dẫn và ngồi xuống. Người giới thiệu cho các bạn hôm nay sẽ hướng dẫn và lập mục tiêu cho bạn rất là cụ thể. Thì các bạn sẽ đạt được cái điều này. Nhưng mà ví dụ như khi các bạn nhìn thấy con số 37.000 không có nghĩa là các bạn sẽ đạt được con số đó. Các bạn cũng phải qua nhiều quá trình học hỏi, rèn luyện và phát triển bản thân. Thì riêng cái phát triển bản thân thì Trang rất là hứng thú cho cái kinh doanh này. Thì còn cái đây là cái yếu tố thứ 6 mà cũng là thuyết phục Trang để tham gia cái kinh doanh này, đó là cái du lịch vòng quanh thế giới. Trang thì rất là đam mê du lịch, nhưng mà các bạn biết là khi sang Canada thì cái đời sống ổn định ban đầu rất là khó khăn và rất là bận rộn. Mình không có mơ đến một cái ngày mà mình sẽ đi được du lịch đến những cái nơi mà mình hằng mơ ước. Nhưng mà cái kinh doanh này đã mang đến cho Trang những cái điều đó, là Trang sẽ đang đi du lịch những cái địa điểm mà rất là nổi tiếng và rất là niềm mơ ước trong cái mục tiêu cuộc đời của Trang. Thì cái điều này Trang thấy là rất là hứng thú cho những cái người trẻ hoặc là cho tất cả mọi người. Thì những cái điểm là khi các bạn đi du lịch thì các bạn không có đi một mình, các bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và giao lưu những cái người rất là có tầm cỡ thế giới. Và trong quá trình du lịch thì các bạn học hỏi những cái tư duy, những cái tầm suy nghĩ và cái cách suy nghĩ và cái cách của họ. Thì mình đã phát triển bản thân và mình học hỏi được rất là nhiều từ cái thông qua cái việc giao lưu ở quốc tế. Và các bạn sẽ đi với các đội nhóm của các bạn. Đây là giống như cái chuyến thưởng thành công khi mà các bạn đạt được những cái mục tiêu đặt ra. Đồng thời và khi đi du lịch thì cái điểm mà Trang rất là thích đó là khi mà Trang đi thì Trang hay dẫn con Trang đi. Thì từ đó con Trang sẽ có một cái cách nhìn ra thế giới và đặt mục tiêu, và con Trang có những cái ước mơ và cái hoài bão lớn hơn.
thì đây là một cái điểm mà một cái tiêu chí là thu hút Trang để Trang dấn thân vào cái kinh doanh này. Và thì bây giờ các bạn sẽ hỏi là nếu bây giờ các bạn muốn tham gia thì các bạn sẽ làm gì, đúng không? Thì hôm nay Trang, các bạn có nhiều điểm để bắt đầu. Trang muốn thứ nhất là các bạn, nếu mà các bạn thích về social media, kinh doanh trên Facebook, đối với Trang rất là thích về cái mảng đó, thì các bạn có thể chọn là son môi hoặc là dòng sản phẩm chăm sóc da mặt. Thì ở đây các bạn sẽ dùng cái gói này. Và nếu mà các bạn muốn dùng cái công nghệ chống lão hóa, thiết bị spa tại nhà, những cái thiết bị spa tại nhà rất là đơn giản nhưng mà có chất lượng, thì các bạn dùng cái sản phẩm mà Lumi Spa, Galvanic Spa, những cái kem hoặc là những cái mặt nạ, hoặc là các bạn có thể dùng cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe chủ động cho bản thân và người thân của gia đình mình, thì các bạn dùng cái sản phẩm bên trong là các chất bổ sung ở đây. Và bây giờ cái điều này rất là thú vị nè. Đây là các bạn có thể dùng cái sản phẩm tại nhà. Ví dụ như hàng ngày các bạn tiêu dùng, đúng không? Các bạn cũng phải đánh răng, các bạn cũng phải gội đầu, các bạn cũng phải dùng lotion, các bạn phải dùng tất cả những cái hàng nhà. Nhưng mà trước đây khi mà chưa kinh doanh Nu Skin thì Trang đi mua ngoài siêu thị. Nhưng mà sau đó Trang sử dụng xong rồi Trang không có được gì hết. Nhưng mà ở đây khi các bạn sử dụng xong thì đây chính là công cụ và dụng cụ cho các bạn làm business. Tại vì khi các bạn dùng xong, các bạn cảm thấy có chất lượng tốt thì các bạn chia sẻ ra. Thì cái việc chia sẻ đó đã mang lại cho các bạn lợi nhuận đã rồi. Còn trường hợp nếu mà bây giờ nếu mà các bạn bắt đầu mình sử dụng thử nhưng mà mình cảm thấy tốt thì mình bắt đầu kinh doanh, mình chia sẻ. Hoặc là khi mình sử dụng thử mình thấy không tốt thì các bạn có quyền không kinh doanh. Thì cái đây là, nhưng mà tự các bạn đã cho các bạn một cơ hội cho chính mình để bắt đầu một con đường trên sự nghiệp, phải không? Thì hôm nay Trang rất là may mắn và Trang mời được ba chị. Thì ba chị này có những cái điểm rất là độc đáo và rất là thú vị. Thì hôm nay Trang xin mời cả chúng ta để nghe lắng nghe ba chị chia sẻ về kinh nghiệm. Xin chào tất cả các bạn đang xem live, và em rất cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Vinh Lê và chị Trang, cũng như là cảm ơn đội nhóm VIP đã cho mình cái cơ hội để mà mình chia sẻ cái trải nghiệm, cái cảm nhận của mình trong cái hành trình mà mình làm Nu Skin. Thì mình xin được giới thiệu, mình tên là Mai, mình hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, và Mai bắt đầu cái kinh doanh này từ cách đây 7 năm. Thì trước khi mà Mai bắt đầu làm kinh doanh Nu Skin thì Mai làm cho một tập đoàn nước ngoài ở Sài Gòn, đấy là tập đoàn Nike. Đấy là một cái môi trường làm việc mà rất là thích trong quá khứ, bởi vì là nó là một cái môi trường rất là chuyên nghiệp và nó cũng cho mình cái tài chính khá là tốt so với một cái công ty nước ngoài ở Việt Nam. Tuy nhiên thì trong cái cuộc sống thì mình có những cái nhu cầu nó thay đổi. Mình là một người mẹ 4 con. Lúc bây giờ khi mà mình bắt đầu làm Nu Skin thì Mai có 3 người con, và bây giờ khi mà làm Nu Skin thì Mai có thêm một em bé nữa, là Mai có 4 người con. Thì Mai muốn có một cái kinh doanh gì đấy, một cái công việc gì đấy mà nó có thời gian linh hoạt thì mình có nhiều thời gian hơn cho con. Và mình muốn có một cái đảm bảo về mặt tài chính trong cái cuộc sống của mình á, để mà có thể lo cho con đi học ở những cái môi trường tốt trong dài hạn. Thế cho nên là mình mặc dù cái công việc của mình lúc bấy giờ rất là tốt, nhưng mà mình vẫn đi tìm kiếm một cái công việc kinh doanh vừa giúp cho mình có một cái dòng tiền tốt, vừa giúp cho mình có cái thời gian linh hoạt. Thì mình tìm thấy Nu Skin, và Mai là cái người mà chủ động nói với cái người bạn của mình là có thể cho mình làm Nu Skin cùng bạn được không. Tức là mình chủ động tìm đến cái cơ hội này. Thì cái quá trình 7 năm làm Nu Skin thì mình rất là hạnh phúc, bởi vì là thứ nhất ý, mình có cái thời gian cho hành trình trải nghiệm, tức là mình song hành cùng với cả 4 đứa con của mình, có mặt ở những cái trải nghiệm của con, mình có cái thời gian linh hoạt dành cho con, và mình thay đổi rất là nhiều về mặt sức khỏe, về mặt sắc diện. Thì các anh chị nhìn thấy trên màn hình, đây là hình ảnh của Mai lúc bấy giờ, là đây là bé thứ 3 nhà Mai khi mà bạn ý 1 tuổi. Và bây giờ thì là mình đã có bé thứ 4, và bé thứ 4 nhà mình bây giờ đã là 4 tuổi rồi. Thì mình trẻ hơn, đúng không ạ? Mình trẻ hơn, mình đẹp hơn. Và đấy là với cái công nghệ H-Lock của Nu Skin mà lúc nãy chị Trang có chia sẻ. Thì đồng thời trong cái quá trình đó thì mình cũng đã giúp đỡ được rất là nhiều người có những cái trải nghiệm sản phẩm tốt và chuyển đổi cái sức khỏe của họ với cái công nghệ này. Và một cái điều rất là thích là khi mà mình khỏe ra và mình đẹp lên, và mình rất là thích travel, mình rất là thích tham gia những cái thể thao ở ngoài trời, thì cái công việc này giúp cho mình đi du lịch được rất là nhiều. Mình khi thì mình đi với gia đình, khi thì mình đi để phát triển thị trường, vân vân, nhưng mà mình đều vẫn có thể vận hành được cái hệ thống kinh doanh của mình với cái điện thoại di động.
chỉ cần có cái thiết điện thoại di động thôi là mình có thể đi rất là nhiều nơi nhưng mình vẫn có thể vận hành được kinh doanh. Và đặc biệt là khi làm New Skin ấy, cũng giống như chị Trang chia sẻ lúc nãy ấy, là mình sẽ được nhận cái chuyến tưởng thưởng của New Skin, thì Mai cũng nhận được những cái chuyến tưởng thưởng trong nước và nước ngoài khi mà mình làm kinh doanh tốt với tập đoàn New Skin. Và cái giá trị mà mình nhận được đấy là một cái cơ hội mà nó giúp cho mình vượt qua rất là nhiều những cái giới hạn của bản thân. Và trong cái hành trình mà mình thay đổi cái cuộc sống của mình thì mình có thể giúp đỡ rất là nhiều người khác. Thì Mai xin hết. Cảm ơn mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Em xin chào tất cả các anh chị em đang tham gia Facebook Live ngày hôm nay cùng với lại đội nhóm GIP. Thì mình là Hương Phạm, đến từ Paris của Pháp. Đôi nét về Hương thì Hương định cư ở Pháp tới nay là cũng được 16 năm rồi, và hiện tại thì Hương đang sống ở đây cùng với lại ông xã và ba cháu nhỏ. Thì Hương 16 năm Hương ở bên Pháp, và trước khi mà sang Pháp thì Hương đã tốt nghiệp khoa chuyên ngành kế toán và sang Pháp thì tiếp tục cái chuyên ngành của mình, nhưng mà sau đó thì lại đi theo một cái hướng khác, và hiện tại bây giờ thì Hương đang là chủ của một tiệm nail ở tại Paris. Hương tham gia làm trong ngành nail đến nay là cũng được 10 năm rồi. Thì nói tới cái cơ hội kinh doanh với New Skin thì Hương biết tới cái cơ hội này cũng đã từ rất là lâu rồi, và từ chối cái cơ hội này thì cũng rất là nhiều lần, là tại vì mình nghĩ rằng là mình một tiệm nail mình đã 10 tiếng đồng hồ mình ở trong cái tiệm nail của mình rồi, sau đó về thì lại phải chăm sóc cho ba con nhỏ rồi chăm sóc cho gia đình nữa, cho nên là mình nghĩ mình không còn thời gian để mà có thể tham gia bất cứ một cái công việc kinh doanh nào hết. Nhưng mà tình cờ một lần thì được một người bạn và một người chị thì mời về tham dự một cái sự kiện của công ty. Thì sau khi tham dự cái sự kiện của công ty đó, thì Hương thấy rằng là đây là một cái cơ hội rất là lớn mà mình sẽ đem lại cho mình được những cái giá trị mà trong cái công việc kinh doanh truyền thống mình đang làm nó không thể đem tới được cho mình. Chính vì vậy mà Hương quyết định là mở lòng mình để đón nhận cái cơ hội kinh doanh này. Thì qua cái cơ hội kinh doanh với New Skin thì Hương được hợp tác với lại một cái tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới. Và hơn thế nữa là mình lại có thể phát triển cái công việc kinh doanh trên 55 quốc gia. Thì sau gần một năm Hương tham gia hợp tác cùng với lại New Skin đó, thì hiện tại bây giờ là Hương cũng mở rộng cái kinh doanh của mình, có các cái nhà phân phối cũng như là đối tác ở hơn 10 quốc gia, và mà mình không cần phải đầu tư bất cứ một cái khoản vốn nào hết. Mà một cái giá trị lớn hơn nữa mà Hương nhận được trong cái công việc kinh doanh với New Skin thì chính là cái việc mà mình đã thay đổi được cái sắc vóc của mình cũng như là cái sức khỏe của mình. Thì tại vì Hương làm ở trong ngành nail mà tiếp xúc với lại rất là nhiều hóa chất, đồng thời là mình ngồi rất là nhiều với những cái tư thế mà nó không có được đúng thoải mái đó, rồi mình rũa cũng rất là nhiều, cho nên là làm cho mình rất là đau nhức mỏi cũng như là cái tay của mình nó bị tê rất là nhiều. Thì qua cái việc mà Hương trải nghiệm và sử dụng cái sản phẩm của công ty thì giúp cho mình là ngày càng được trẻ đẹp hơn, cái làn da của mình là nó bớt bị sạm và nó không còn bị nám nữa, và cái sức khỏe của mình cũng vậy, được cải thiện rất là nhiều, và bây giờ thì lúc nào mình cũng cảm thấy là mình tràn đầy năng lượng, với lại những cái cơn đau nhức của mình là hầu như là không có còn nữa, và cái tê buốt tay là hầu như là hết. Thì đó là tất cả những cái giá trị mà Hương nhận được trong một cái thời gian rất là ngắn Hương tham gia cùng với lại New Skin. Mình được có cái giá trị về tài chính, ngoài ra thì mình lại còn có được về sức khỏe, về sắc đẹp, ngày càng trẻ, ngày càng khỏe và ngày càng đẹp da. Thì đó là tất cả những giá trị Hương nhận được. Thì ở đây Hương cũng rất là cảm ơn anh Vinh Lê cũng tạo điều kiện và đội nhóm GIP cho Hương được cái cơ hội lên đây để mà chia sẻ cùng với lại các anh chị em toàn cầu. Cũng xin cảm ơn GIP Leader cùng với lại các anh chị em trong đội nhóm đã luôn cùng đồng hành cùng với Hương trong công việc kinh doanh này. Thật là tuyệt vời. Em xin cảm ơn tất cả anh chị em. Em xin chào tất cả các anh chị trên Facebook Live ngày hôm nay. Thì em tên là Thùy Hoàng. Em hiện giờ thì em đang sống ở thành phố Vaughan, tỉnh Ontario, nước Canada. Và em qua Canada theo chồng định cư được 13 năm. Thì thật sự là cái thời gian qua đây ấy, thì tiếng Anh em không biết, lái xe cũng không, nên là em lựa chọn ở nhà trông hai con. Và nhân tiện đó thì em nhận trẻ về nhà trông luôn. Và em làm cái nghề giữ trẻ thì 7 ngày một tuần. Và những cái lúc mà công việc nó rất là bận, em có thể làm đến 14 tiếng một ngày. Và có những cái thời gian mà em nhận rất là đông trẻ đó, thì có những cái hôm ấy mà em phải giữ đến 16 bé. Và cứ như vậy làm việc trong một cái quãng thời gian nó
bận bận rộn và dài tiếng như thế mà cái thu nhập thì nó không mang lại như mà mình mong muốn, thành thử ra là em sinh ra cái tính cách rất là khó chịu, hay cáu và hay la mắng con cái. Và em thì có hai con, các cháu thì rất là thích học những cái môn ngoại khóa, và thật sự thì ở Canada của tụi em đó thì học những cái môn ngoại khóa đó rất là đắt tiền, cái tiền học phí đó mà em thì không có đủ điều kiện để cho con em theo học những cái môn đó. Và cứ như vậy thì cuộc sống của tụi em nó lặng lẽ trôi qua 9 năm luôn. Và rồi tình cờ thì 4 năm về trước, khi mà được có một cái người anh mang con đến nhà em gửi, và anh chị đã chia sẻ cho em cái cơ hội kinh doanh này. Tại cái thời điểm đó thì thực sự là em không hề biết kinh doanh là gì, nhưng mà em chỉ cứ thiết nghĩ là vợ chồng em thì không phải là một cái người lười biếng. Ông xã em cũng làm việc 8 tiếng một ngày, em thì làm việc 14 tiếng một ngày. Mà câu hỏi em đặt ra cho cuộc sống của tụi em là ủa, tại sao mà gia đình mình vẫn là thuộc cái hộ nghèo bền vững vậy? Và em luôn khát khao một cái gì đó tốt hơn. Thì cơ hội này nó đến và em đặt câu hỏi là tại sao mình lại không thử? Và chỉ một đơn thuần cái ý nghĩ nó rất là bình thường, đó là em ước mình có được thêm cái thu nhập để mà mình đóng những cái môn học phí ngoại khóa cho con mình. Và thế rồi thì em bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu học hỏi và bắt đầu với cơ hội kinh doanh này. Thì thời gian đầu ấy thì em chỉ có làm thêm 2 tiếng một ngày thôi, và em vẫn làm cái công việc giữ trẻ của mình. Rồi sau đó thì cứ dần dần như vậy, 1 năm rưỡi sau thì cái thu nhập từ cái cơ hội kinh doanh này nó ngang bằng cái công việc giữ trẻ của em. Và lúc đó thì em quyết định là em sẽ không làm cái việc giữ trẻ nữa và em tập trung vào cơ hội kinh doanh này nhiều hơn. Và một cái điều cho đến hiện tại thì em đã hợp tác được với Nu Skin được tròn 4 năm, cái tháng này là tròn 4 năm. Và một điều em rất rất là vô cùng ngạc nhiên, em vô cơ hội kinh doanh Nu Skin là để kiếm tiền. Nhưng mà em cũng không thể nào mà tưởng tượng được là sau quãng đường 4 năm đó thì em lại tìm được cái phiên bản mới của chính mình, nó tốt hơn. Em không còn là một cái người mẹ mà hay la mắng cáu gắt con cái như ngày xưa nữa. Em biết lắng nghe các con hơn, biết thông cảm và biết yêu thương nhiều hơn là la mắng. Và con cái của em ấy thì thực sự là các cháu có cơ hội để được học những cái môn ngoại khóa, những cái sở thích của các cháu, và em không còn quá lo lắng về cái việc là cái chuyện đóng học phí mỗi năm của các con nữa. Và một cái điều mà em cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc, đó là từ một cái người bình thường, em thiếu tự tin và mặc cảm với hoàn cảnh sống của mình, và em không có giao tiếp, không có bạn bè nhiều. Nhưng mà giờ đây thì em có bạn bè ở khắp nơi, có bạn bè ở Canada, ở Úc, ở Việt Nam thì đương nhiên rồi, và cả ở châu Âu nữa. Thì trong 4 năm vừa qua đó thì công ty cũng tặng thưởng cho em được 5 chuyến du lịch, và 5 cái chuyến du lịch này thì rất là sang trọng, và em có cho các cháu đi theo, và các cháu đều có những cái ấn tượng rất là đẹp. Và các anh chị thì cũng biết đó, chúng ta thì làm cha làm mẹ ai cũng mong muốn là mình luôn tìm một cái môi trường thật là tốt để mà mình có thể để con cái mình vào đó, để các cháu có điều kiện để học hỏi. Thì qua cái cơ hội kinh doanh hợp tác với Nu Skin thì em may mắn và có cơ duyên được học hỏi, được đào tạo trong hệ thống của GIP, trong môi trường của GIP. Ở nơi đây thì có những anh chị đã và đang thành công, cầm tay chỉ việc cho em trong kinh doanh. Và không chỉ vậy, anh chị là những cái người bạn trong đời sống và cho em nhiều cái bài học rất 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 là bổ ích. Và em chợt nhận ra là mình thật sự rất là yên tâm, vì tại nơi đây mình đã tìm được một cái nôi, tìm được được một cái môi trường để tương lai mình có thể gửi gắm con mình vào. Và thật sự là cảm ơn rất là nhiều cái cơ hội kinh doanh hợp tác với Nu Skin, và cảm ơn gia đình GIP, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe em chia sẻ. Rồi, cảm ơn những sự chia sẻ của ba chị. Vinh chỉ muốn nhắn một lời cuối, tức là các chị được mời vào đây để nghe những thông tin liên lạc này. Hy vọng rằng là qua những thông tin này, các chị có một sự quyết định. Nếu các anh chị là những người thích kinh doanh giống như Vinh, hoặc là những người thích kinh doanh, thì đây là cũng một cơ hội rất lớn, đủ lớn cho bất cứ một người nào, đủ một sân chơi rất lớn và đủ thử thách cho các anh chị bắt đầu. Nhưng mà nếu anh chị cũng chỉ là một người rất là bình thường, muốn có giống như là Thùy Hoàng mới nói đó, tức là muốn có một cuộc sống sung túc hơn cho gia đình, muốn cho có thêm một chút thu nhập để rồi đưa con đi học chỗ này chỗ kia, hoặc là sắm một căn nhà cho cả gia đình để sống, nó là một cuộc sống rất là bình thường, đúng không? Mà nhiều người mong muốn. Còn nếu như mà các anh chị là những người đã có hết những thứ đó rồi, thì cách tốt mà người ta mong muốn. Còn nếu như các anh chị đã làm những điều đó rồi, thì giống như Vinh nói lúc nãy, đây cũng là một môi trường anh chị tìm hiểu,
thì anh chị có thể đóng góp một bàn tay để rồi thế giới trở thành đẹp hơn qua những chương trình từ thiện đó. Thì vì bất cứ một góc độ nào, đây cũng là một nơi các anh chị có thể nghiêm túc tìm hiểu để rồi chính bản thân mình có thể phát triển hoặc là phát huy những cái chúng ta muốn làm từ những chương trình từ thiện, từ những thu nhập cá nhân hay là trao cho người khác một cái cơ hội để chúng ta thay đổi. Thì cảm ơn các anh chị đã vào nghe, cũng như các anh chị cũng tin rằng là một người nào đó mời anh chị vào thì hoàn toàn muốn trao tặng cho các anh chị những gì tốt đẹp nhất mà người ta cảm nhận. Cảm ơn những sự chia sẻ của Trang cũng như của ba chị ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe ngày hôm nay. Và xin chào mọi người. Cảm ơn anh Vinh. Cảm ơn các bạn.